tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực để kích cầu du lịch mùa cuối năm. Tỉnh này tiếp tục đưa ra những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, đổi mới sản phẩm và hướng tới thị trường khách nội địa, xây dựng môi trường du lịch an toàn. Lần kích cầu thứ hai này được đánh giá là khó khăn hơn bởi vốn dĩ thời điểm này cũng không phải là cao điểm của du lịch nội địa. Thay đổi hoàn toàn là câu chuyện của sản phẩm du lịch ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long. Nếu như trước đây, những du thuyền đón chủ yếu khách quốc tế, thì nay tập trung thị trường nội địa, đổi mới toàn bộ từ chính sách, giá bán, có nơi giảm hơn 50%, thêm dịch vụ phù hợp với người Việt để khách dừng chân, nghỉ lâu, hỗ trợ kinh tế đêm. Liên kết du lịch với Farm Chip kết hợp cùng với tập đoàn Sun và Yoko Quang Hanh và công ty đội tàu để làm sao là mình làm một cái kiểng gọi là khi mà khách đến tham quan Hạ Long để có nhiều điểm để trải nghiệm. Những giải pháp được gợi mở trong hội thảo du lịch Quảng Ninh, nội lực miền di sản do tập đoàn FLC tổ chức. Thích ứng dựa vào sản phẩm có lợi thế cạnh tranh để phát triển, du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp hội nghị hội thảo, du lịch sinh thái, tâm linh, du lịch biển đảo, thăm vịnh. Tiếp tục thúc đẩy tính liên kết vùng, tỉnh thành lân cận, kết nối các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển, tạo ra sản phẩm chất lượng quốc tế, giá hấp dẫn. Quảng Ninh thì cũng còn đang thiếu những cái sản phẩm mà chẳng hạn như là về đêm thì đấy cũng là một trong những cái mà cái sản phẩm đấy cần phải đẩy mạnh. Đấy thì nó cũng là làm cho du khách tăng cái thời gian lưu trú. Sẽ có ba cái sản phẩm chúng tôi cho rằng là sản phẩm đinh để mà thu hút khách vào dịp cuối năm này. Một là chúng tôi tiếp tục triển khai các cái dịch vụ liên quan đến du lịch biển đảo với cái sản phẩm về Vịnh Hạ Long, kể cả là các cái dịch vụ liên quan tàu ngủ đêm. Cái thứ hai là một cái tháng văn hóa tâm linh tại Yên Tử. Và cái thứ ba là cái tuần du lịch tại Bình Liêu với những sản phẩm chính như là ruộng bậc thang, lúa chín. Nhưng trên hết là một môi trường an toàn. Sản phẩm luôn làm mới để có cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của khách. Quảng Ninh tới đây sẽ tổ chức 60 sự kiện lớn nhỏ, kỳ vọng quý 4 thu hút 3 triệu lượt khách. Hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cho hai gói kích cầu chỉ trong nửa năm cho thấy sự kỳ vọng một cú hích để ngành du lịch ấm dần trên mảnh đất di sản này.